Hồng Vân vừa khóc lóc kêu oan, kỳ tài IT ấm 1 tỷ của bà Phương Hằng liền phản pháo, thách bất cứ ai kiện mình. Những lùm xùm xung quanh Hồng Vân và bà Phương Hằng đang là chủ đề nóng nhất hiện nay. Đặc biệt trong status mới nhất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã lên tiếng khẳng định mình bị oan và các đoạn ghi âm, tin nhắn được đăng trên mạng hoàn toàn là dàn dựng, cắt ghép. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ, gần đây Vân lại vướng vào một sự kiện ầm ĩ, bị lôi vào câu chuyện một cách khá là lạ lùng. Chuyện như thế nào chắc suốt mấy tháng qua mọi người đã thấy và nghe nhiều. Vân cùng các anh chị em nghệ sĩ đã bị một số nhân vật liên tục lôi ra hạ bệ bằng những ngôn từ nặng nề, phản cảm và hệ lụy của việc đó là rất nhiều đích ảo đã vào trang cá nhân của Vân buông lời kém duyên, hết cớ Facebook nọ qua YouTube, chế tác rất nhiều video phản cảm Vân và đồng nghiệp. Không chỉ có thế, ngay cả những group chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống hoặc những cảm xúc hỉ nộ, ái ố, không biết bằng cách nào đã bị lấy ra cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ với mục đích hạ bệ nhân phẩm của Vân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, nam IT Hoàng Khang, người vừa được bà Hằng thưởng nóng 1 tỷ đồng vì tìm ra nick giấu mặt vô thường, đã ngay lập tức lên tiếng. Thậm chí, anh còn mạnh dạn tuyên bố thách bất cứ ai dám kiện mình tội vu khống và khẳng định im lặng cho đã rồi tự nhiên nói là khai gian. Nhâm Hoàng Khang chính là người tiết lộ cho bà Phương Hằng danh sách những người đứng sau Facebook ảo bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ đoạn được tin nhắn, được cho là của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và một nhóm người khác lên kế hoạch che giấu 13 tỷ đồng tiền cứu trợ. Nam IT Nhâm Hoàng Khang, người được bà Hằng thưởng nóng 1 tỷ đồng vì tìm ra được nick anti-fan, bây giờ đang tiếp tục gây xôn xao vì công khai đoạn chat với Hồng Vân. Dù đoạn tin nhắn được quay lại không đầu không đuôi, nhưng mọi người có thể lờ mờ đoán được sự việc khi phía nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân liên tục trò chuyện một cách dè chừng với Nam IT. Và có vẻ như Nam IT Hoàng Khang đang nắm giữ một bí mật nào đó của Hồng Vân, nên nữ nghệ sĩ có cách nói chuyện rất dè chừng. Trong đoạn tin nhắn, Nam IT này cho biết sẽ công bố việc nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng một nhóm người thân thiết nào đó che giấu 13 tỷ đồng tiền cứu trợ, còn đẩy ảnh chụp màn hình chuyển tiền giả ra ngoài làm xôn xao cộng đồng mạng. Nam IT còn nhắn nhủ nghệ sĩ Hồng Vân hãy gửi lời đến một người phụ nữ tên Thu Dung rằng cứ thoải mái kiện Nam IT, ảnh sẵn sàng ra tòa vì nắm trong tay nhiều chứng cứ quan trọng. Trong khi đó, Hồng Vân lại sử dụng ngôn từ rất nhẹ nhàng, có xu hướng thương lượng và nài nỉ, giải thích cho Nam IT rằng những điều mà Nam IT thấy được không phải như vậy, rằng cô không có ý đó. Những tranh cãi này vẫn chưa thể đi đến hồi kết, khó mà phân định được ai đúng ai sai. Tuy nhiên, chắc chắn là vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng không hề nhỏ tới sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân.